Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm máy bay KC-212 số hiệu 8983 và thành viên phi hành đoàn gặp nạn mà chúng tôi vừa nhận được từ hiện trường từ đồng nghiệp của chúng tôi ở kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vào lúc 12 giờ trưa nay, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm hai thi thể thành viên phi hành đoàn và trục vớt thành công hai hộp đen của máy bay từ đáy biển ở độ sâu 60 mét. Sau khi được trục vớt bởi các thợ lặn trên tàu Tân Cảng 63 Quân chủng Hải quân, những chiếc hộp đen được vận chuyển bằng xuồng về Sở Chỉ huy Tiền phương trên tàu Cảnh sát biển 8002. Và đây chính là chiếc xuồng đang vận chuyển hai chiếc hộp đen của máy bay KC-212 số hiệu 8983. Tại khu vực tìm kiếm máy bay KC-212 về phía nam đông nam đảo Bạch Long Vĩ 26 hải lý, khắc phục điều kiện thời tiết chuyển biến xấu, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã trục vớt được cả hai hộp đen của máy bay KC-212 số hiệu 8983. Đồng thời, lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy thêm hai thi thể thành viên của phi hành đoàn. Cho đến 12 giờ trưa hôm nay thì đã tìm kiếm được thêm hai thành viên trong phi hành đoàn và hộp đen của máy bay, bao gồm cái hộp về dữ liệu bay và cái hộp ghi và cái giọng nói. Trước đó, trong 2 ngày 25 và 26, các lực lượng đã trục vớt được cơ bản các bộ phận của máy bay KC-212. Hoạt động tìm kiếm các thành viên tổ bay là ưu tiên cao nhất. Do đó, tất cả các tàu đều tiến hành nhiệm vụ liên tục 24/24 giờ, bất kể đêm tối và ảnh hưởng của vùng thấp trên biển. Trong cái điều kiện không những tìm kiếm ở trên mặt biển mà tìm kiếm cả dưới đáy biển thì các lực lượng thì đã nỗ lực hết sức mình để với một cái phương châm ấy là còn hy vọng thì chúng tôi còn tìm kiếm. Việc tìm hộp đen thì nó rất là có một cái ý nghĩa rất là quan trọng để chúng tôi xác định rõ được cái tai nạn nó xảy ra, và trên cơ sở xác định rõ được cái tai nạn nó xảy ra, nguyên nhân của nó, để chúng tôi có những cái phương án để khắc phục những cái tai nạn bay. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp giải mã hộp đen và xác minh danh tính các nạn nhân. Những ngày tới, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chạy đua với thời gian, khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm kiếm cứu nạn với quyết tâm cao nhất.